Rồi bác nói cho con cái. Hoàng Thanh Tuyên. Ừ. Bác ở Thanh Liên, Thanh Chương, Nghệ An. Vâng. Ừ. Là bác ngày xưa là thuộc đơn vị C12J9. C12J9. Đơn vị 30B. 32B. 320B. Dạ, rồi là tiểu đoàn 9. Tiểu đoàn 9. Trung đoàn 64. Sư đoàn 3, sư 320B. Ờ. Dạ, ta định bạc lại ở đây tháng 7. Ừ. Năm 72. Ừ. Ta bạc ở đây bao lâu bác? Chưa đến ngay kỳ hiệp định. Chúng đến ngay kỳ hiệp định luôn hả? Ờ. Rồi là bạc ở đây mấy tháng luôn? Ừ. Từ tháng 7 đến tháng 8 tháng 9 gì đó. Đến năm 73 luôn. Ờ, khu vực đây. Chứ là bác thương binh hàng mấy bác? Thương binh 4/4. Là bác bị ở đây là bác bị cái gì? Bị sức ép. Sức ép qua bóng. Dạ. Rồi là chứ là trong người bị như răng bác. Có như bị khi hô hấp khó thở. Hô hấp khó thở. Đây là tai lạc, mắt kém. Tai lạc, mắt kém. Hô hấp khó thở. Con hướng dẫn viên du lịch đó. Con thích về chuyên về chiến trường xưa cho nên thích. Hôm nay thì đi cùng đồng đội Thập Phương. Đồng đội vào Thập Phương rồi cả, nhưng tôi đau tôi không đi được. Dạ. Tôi nghỉ tại đấy, tới xe đấy. Dạ, đoạn xe đi hả bác? Vâng. Con mới đây đi Khánh Thanh lắm. Đi dưới trường niên của Trung Đoàn ở dưới đây. Ai bá. Dưới đường mày bá hả bác? Ai bá, trời ai bá. À vậy sao ai bá là Trung Đoàn 68 phải không? Tướng. À Phương Láng phải không? Phương Láng, Tướng Tướng. À đúng rồi, con biết rồi. Để nhưng mà con đi ngang qua thì con chưa dừng này. Ờ. Bữa mà con về đó bữa. Trung đoàn 64 còn có. Giờ nữa bên đấy Khánh Thanh đi dưới trường niên của các chiến sĩ vậy. Dạ, cả trung đoàn mình là ở Nghệ An hả bác? Ừ. Rồi Nghệ An, Thái Bình. Thái Bình là nhiều. À Thái Bình là nhiều. Thái Bình. Ừ. Nghệ An. Nhưng mà trung đoàn đi là toàn ở trung đoàn 64 của bác hết đấy nha. Vâng, vâng, đấy 64 cả. Là mấy bác ngày xưa toàn đấy hết. Đấy đấy chứ đây chỗ cho Bình Lạc Đông. Mấy chỗ với nhà của bác Duẩn đó. À rồi. Bình Lạc Đông chỗ này. Đấy, từ đây đến đó. Dạ. Đó con quay cái. Bích La Đông là cái chỗ nhà băng, là cái chỗ nhà chậu, ông Chuyển giờ. Nhà ai ở? Nhà chậu, bác Chuyển đó. À, là chỗ Bích La Đông chứ? À, Bích La Đông dư đó. À, chỗ nó thôn Hầu Kiến chứ? Thôn Hầu Kiến đó. Dư gọi thôn, chứ trước là gọi Bích La Đông đó. Dạ, dạ. Khi đó là dư cái chỗ hướng dành Bích La Đông. Anh chỗ nó là nhà, có phải cái nhà... Nhà thơ thì khác. Chỗ nhà thơ là khác đó. Đấy. Ờ, cái nhà ở của đường dưới, cây gốc á. Dạ dạ, trên vì nhà thơ đấy là tiểu tiểu thanh rồi. Nhà thơ đấy là sao? Dạ, đấy là tiểu đông rồi. Rất vui được gặp bác. Vâng. Được nói chuyện với bác. Xin cảm ơn. Đây mà bác có cái số điện thoại không? Có chứ. Bác nói cho con cái. Trời ơi. Đó, con có cái đưa cái này lên trên YouTube cho gửi cho bác coi. Được. Bác đọc được không? Bác nhả qua cho con đi, con hình hiện ra này mày. Đây. 038 0385 580 6320. Các bác tên gì bác ơi? Hoàng Thanh Tuyên. Hoàng Thanh Tuyên. À, ừ. Hoàng Thanh Tuyên là Thanh Liên, Thanh Chương bác ấy. Vâng, Thanh Liên, Thanh Chương nhá. Bác cái trung đoàn 64 anh có cái tên gọi khác không bác? Đúng, trung đoàn 48 nó gọi là Quán Sơn, nhưng trung đoàn 64 nó gọi là Hồng An. Hồng An à? Hồng mà. Hồng An. Mất danh nhất đó. Là Hồng An. Rồi con cảm ơn bác Tuyên nhiều ngay. Vâng. Cho con quay bác.